Hướng dẫn tính hạn kim lâu. Có 3 cách tính tuổi kim lâu dựa vào số dư khi chia số tuổi cho 9, dựa trên hàng đơn vị của tuổi và tính theo hoang ốc. Cụ thể, tính tuổi kim lâu cho nam giới bằng cách lấy tuổi chia cho 9. Tuổi kim lâu cho nam giới được tính dựa trên tuổi mụ của mỗi người. Khi tuổi mụ chia cho 9, nếu số dư là 1, 3, 6, 8 thì họ thuộc vào một trong 4 loại tuổi kim lâu sau đây. Nếu dư 1 thì gia chủ phạm phải kim lâu thân. Nếu dư 3 thì gia chủ phạm phải kim lâu thê. Nếu dư 6 thì gia chủ phạm phải kim lâu tử. Nếu dư 8 thì gia chủ phạm phải kim lâu xúc. Ví dụ, người nam sinh năm 1991 đến năm 2023 tính cả tuổi mụ là 33 tuổi. Lấy 33 chia cho 9 sẽ có kết quả là 3 dư 6, tức là đã phạm tuổi kim lâu tử. Ngược lại, người nam sinh năm 1992 tính cả tuổi mụ là 32 tuổi. Lấy 32 chia 9 được 3 dư 5, tức là không phạm kim lâu. Tính tuổi kim lâu cho nữ giới bằng hàng đơn vị của tuổi. Tính tuổi kim lâu cho nữ giới, tính tuổi mụ là tuổi có hàng đơn vị là số 1, 3, 6, 8. Chẳng hạn, nữ giới sinh năm 1996 đến năm 2023 tuổi mụ là 28 tuổi, có hàng đơn vị là 8, tức đã phạm phải kim lâu. Ngược lại, nữ sinh năm 1997 đến năm 2023 tức 27 tuổi, có hàng đơn vị là 7 nên không phạm kim lâu. Tính tuổi kim lâu theo hoang ốc. Tuổi phạm kim lâu theo hoang ốc là tuổi khi tính tổng các con số trong số tuổi mụ cho đến khi ra số 1 chữ số thì được kết quả là 1, 3, 6, 8. Ví dụ nữ giới sinh năm 1996 đến năm 2023 là 28 tuổi, lấy 2 cộng 8 bằng 10, sau đó lấy 1 cộng 0 bằng 1, tức là phạm tuổi kim lâu thân.